trong lệ tôi. Biết rằng từ nay mất nhau, trên bên trông theo mình ai. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh mơ vơ giữa dòng người qua, muốn hai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa với chân trời. Có vẻ chưa gì đã thấy rất là hợp với nhau rồi, phải không Quang Bảo? Đúng rồi, mặc đồ rất là đẹp, rất là hợp với nhau. Đừng thôi, hai bạn đứng ở giữa với nhau này. Dạ rồi, không biết là các huấn luyện viên có nhận xét như thế nào về cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay à? Chắc là mình Quang Dũng đi à? Đây là một bài hát mà đã in sâu với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Ta đã lần đầu tiên nghe hai bạn kết hợp bài hát bằng cái tính cách song ca, cảm thấy rất là phù hợp. Và xin dành lời khen cho Hoàng Hải là bởi vì trước đây em đã hát nhiều nhạc buồn, mà hôm nay lần đầu tiên là em thấy em hát nhạc vui rồi động tác rồi nhún nhảy, em thấy nó hơi khác, thành là lâu lâu nó có sự thay đổi như vậy nó cũng rất là hay. Mặc dù là thay đổi nhưng mà phong cách của em vẫn rất là đẹp trai. Em xin cảm ơn ạ. Thành ra là cứ em xuất hiện là mọi người vỗ tay rất là nhiều. Và xin dành lời khen cho Nghi Thương, hai bạn đã kết hợp một cái bài hát mang tính chất song ca với Mưa Phi Trường, một tiết mục mở đầu rất là ấn tượng. Xin cảm ơn huấn luyện viên Quang Dũng. Và thật sự cái điều anh Dũng nói, Hoàng Anh cũng dễ đoán trước là thí sinh nào mà vô đội chị Phương Thanh là chắc là sẽ không còn bình thường như trước nữa, mà nó phải thay đổi khác một chút xíu, đúng không chị Phương Thanh? Cuối cùng là cặp đôi đầu tiên của đội mình vừa thể hiện xong thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là hôm nay hai bạn rất khác. Bài hát này nó có không khí lạc quan, dễ thương và tiết tấu hơi nhanh. Nó hơi khác với Hải, nhưng mà Hải đã có một sự thay đổi rất là tốt. Chỉ còn ngượng nghịu một xíu với tình yêu của mình thôi. Đáng lẽ có những lúc các bạn phải nên đứng lại gần với nhau, có thể là nắm tay nhau xong rồi lại xa nhau một xíu để có sự kết nối về cảm xúc. Hôm nay em có những sự e ngại, người ta gọi con gái là e lệ, nhưng mà bạn hơi e ngại xíu, rất là đáng yêu, rất đáng yêu. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Còn về Nghi Thương này còn khác hẳn luôn, quá là xinh xắn, mặt sáng sân khấu thối rồi luôn. Một tràng pháo tay. Đầu tiên sau mỗi tập mình sẽ là thay đổi như vậy, nhất là những cái tập mà không có loại, mình cố gắng thoát ra khỏi chính mình,
để mình để dành những cái gì xuất sắc nhất của mình cho những cái vòng quan trọng nhất. Và hôm nay sự lột xác đã thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn những lời nhận xét của huấn luyện viên Phương Thanh. Có thể là hai bạn bây giờ là cảm thấy là thoải mái hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì ngày hôm nay sẽ được nhắc lại là vòng thi này là vòng thi không loại, cho nên các thí sinh có thể tự do thoải mái thể hiện hết khả năng của mình, hay thậm chí là các bạn có thể thể hiện những bài hát nào mà các bạn chưa bao giờ thể hiện cũng chả sao cả, để cho mình được cảm thấy thoải mái nhất với cuộc thi thì mình mới có thể đi xa hơn được. Một lần nữa xin chúc mừng hai bạn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.